在要调整袋子，如果贴歪了，怎么调整回来？bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dính băng dính, nếu như dán lệch lệch chúng tôi sẽ dạy hướng dẫn bạn cách để điều chỉnh dán thế nào cho đẹp. Đây, đây, ta dẫn thế xem. Đó. 现在可以看到袋子是歪的，这边比较小，这边比较大。 Bây giờ bạn có nhìn thấy ở trên thùng giấy một bên dán bé và một bên dán to. 好，那我们要怎么把它调整？ Bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thế nào để dán cho nó đẹp. 第一步要先把这个松开。 Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tháo lỏng con ốc nó ra. 然后这里要把它转一下。 Và chúng tôi sẽ vặn một chút. 刚才我们是这边比较多，这边比较多，那所以我们现在要调过来一点。 Lúc trước băng dính này lệch về bên tay phải một chút và bây giờ chúng tôi sẽ kéo nó về bên tay trái một chút. OK. 然后袋子要拖出来，拖长一点，让它跑一下。 Và chúng ta sẽ kéo băng dính kéo dài ra một chút để cho băng dính nó chạy một chút và nó sẽ về vị trí chuẩn hơn. OK, 这时候再贴一袋试试看。 Và chúng tôi sẽ dán một cái khác thử xem nó có đẹp hay chưa. Và mình có thể thấy được 比较正宗了，这两边一样大。Bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là hai băng dính dính hai bên đã bằng nhau.